Sao con nói bây giờ ngoại con bảo con mà làm đem mấy cái rô này làm thịt cho con và bà ngoại con ăn, thấy không? Vợ bảo con làm mặn mấy con cá cho cả nhà ăn. Nhưng mà con thì lúc đó không có ăn mặn, nhưng mà con nói cũng như cái thằng của con, như con thì con nên thả đi cho con, thì lúc đó con chay. Nhưng mà những con còn lại thì con cũng không đợi cũng được, cho nên con cứ ngồi nhìn nó hoài. Ngoại con thấy vậy mới coi như mặn mình con luôn. Như thế thì cái gì nhân quả thì vì thương con mà mãi con giết con cá thì sao này. À, đâu bây giờ con không nở con giết mấy con cá phải không? Đó là cái nhân quả của con, thấy không? Còn ngoại con á bây giờ là những con cá này làm chung cho trong nhà ăn phải không? Cho nên ngoại con này sao mà nó không dám làm mấy con cá này, tao làm cho mày rồi bà đừng giết thiệt, cái đó là bà lãnh chứ sao lại con lại. Con nếu mà bởi vì cái chuyện của con á, là con không nở tâm con giết cái lòng con là tốt rồi, nhưng mà ngoại con á nhìn thấy con không dám làm, bà làm giùm con. Chứ đây là cái phần mà mợ con sai con làm thôi, chứ không phải là bà con làm. Nhưng mà thấy nhỏ này nó không dám đập mấy con cá này, thôi tao đập cho tao chịu tội chứ. Đó, bà nghĩ vậy đó mà tao chịu tội vậy. Như sự thật ra bà chịu tội thật sự. Còn con đập thì con bị tội đó, bởi vì con giết hại mà con phải tội thôi. Nhưng mà bà con đập, tao làm cho thế cho con. Nhưng mà bà làm thế là bà phải làm thiện, chứ bà làm thế là bà phải lãnh cái điều ác đó chứ, con thấy không? Thay vì hồi đó đó, thôi bây giờ tôi ăn chay, tôi cũng muốn mấy người cũng ăn chay hết, tôi đem bà cá tôi thả xuống hổ hết à, lát nữa lại ăn muối chứ rồi. Như vậy là con bị dày một chút thôi, nhưng mà con đã làm điều tốt, con gan dạ con làm. Con này con thả mấy cá của con ăn thôi, còn mấy cá kia con cũng còn tiếc để cho mấy người đó ăn. Chỉ vợ bà con đập thì bà con phải chịu thôi, nhưng mà chính con không mạnh mẽ, thiếu gan dạ, sách đem mà đổ xuống dưới ao hết cho rồi. Hỏi sao trời đất ơi, ai mà nỡ mà giết mấy con cá này mà ăn cho được. Còn mình nói vậy thôi, rồi bắt đầu mấy người kia con không có ăn, họ hụt ăn, họ chửi mình thôi chứ họ làm gì mình. Có phải không? Con mạnh mẽ, sau này con mạnh mẽ để cứu mình mà cứu những người thân của mình, chứ không bà ngoại con bị sinh làm mấy con cá rô đó, không có trật đâu. Tại đập đầu nó giết nó thì không chạy trốn khỏi nó đâu. Con làm cho bà con từ trường đó nó cũng sanh ra những con vật đó, nó cũng sẽ bị họ cũng bắt thịt lại đó. Thôi bây giờ từ sao về, từ này về sau không nhân quả rồi à, khi nào mà thấy ai mà giết cá rồi thì em đổ xuống hồ ấy đi, họ có lợi và chữ mớ. Còn mấy họ bắt thường tiền á, tại vì cái nhân quả trước mặt của mình thấy nó có cái duyên với nhau trong nhân quả, mình hãy cứu độ nó liền chứ đừng có để cho nó khổ, cho nó chết thì nhân quả mà. Cho nên mạnh mẽ à, con ví dụ như đi ngang cái chợ nào đó mà cái cá họ đem mà xúc đổ đó họ đánh con. Cho nên vì vậy đó, cái nhân quả đừng có đi kiếm, mà mình đi mình cái gặp nhất là trong gia đình của mình tại ra vậy, mình phải cứu khổ gia đình của mình, tức là làm cái điều thiện mà mình tha là mình chịu. Người ta rầy mắng mình gì đó thì người ta nói gì nói hơi thôi, chứ không ai mà giết mình đâu sợ, nhưng mình cứu gia đình mình, cứu nhân quả, nhớ chưa? À, vì ăn chay mà mợ con chửi thì mợ con có chịu chứ, con ăn chay con có làm tội lỗi gì đâu. Bà chửi thì bà bảo đồ ngu, đồ không biết ăn mặn nó bổ khỏe mà ăn chay nó đau ốm nó bệnh thật. Bà có chửi con là con ngu, là thôi tôi ngu chứ tôi được phước hơn là thì bà chửi hơn, bà chửi kệ không sao hết. Vì cái thiện mình phải nhận xét, cái thiện là cái chánh kiến của mình rồi, nó dẫn dắt con đường của mình đi vào cái thiện pháp. Còn tất cả những cái sai của họ là họ tạo thêm cái nghiệp khẩu nghiệp, không phải vì mình. Tôi vì thiện chứ không phải là vì tôi mà tạo cho mợ chửi mắng hoặc mợ nói này kia, đều là do tại mợ thấy mợ muốn ép tôi đi vào con đường ác, nhưng mà tôi tùy thuận, nhưng mà tôi không bị lôi cuốn đâu. À, con nhớ là nhẫn nhục tùy thuận, không bị lôi chửi chứ tôi nhất định tôi không bị lôi cuốn. Có phải vì mợ chửi mà tôi cầm đũa tôi ăn thật lại thịt cá nữa đâu, tôi nhất định là hoàn toàn là tôi sống thiện. Cho nên thầy nói nhẫn nhục tùy thuận nhưng mà không bị lôi cuốn.
tùy thường ta, cái rồi mình cũng uống rượu hoặc là mình cũng ăn thịt chúng sanh nữa là thôi, tùy thường kiểu này rồi chắc chứ. Cho nên nhớ kỹ trong cái sự tu tập đó, thì mình phải mạnh mẽ, cứng rắn trước cái thiện pháp, mình phải thực hiện cho được thiện pháp. Cho nên Đức Phật nói gánh nặng thiện pháp, mình làm cái việc thiện mình phải chịu những cái gánh nặng của nó. Cho nên gánh nặng mà Đức Phật nói hay lắm, gánh nặng thiện pháp. Cho nên nếu mà mình nó nhẹ thì đâu có cái chuyện mà người ta chửi mình, người ta làm cái này cái khác. Cho nên mình phải chịu đựng tất cả những điều đó mà tránh được cái chuyện quan, chứ đừng có để ăn. Rồi bắt đầu giờ mấy con hỏi thêm gì nữa rồi. Rồi con ra. Đây là ngày thầy tiếp giảng về nhân nhân quả. Nên trong gia đình con đang thì cũng có một việc đó, nên con cũng muốn hỏi thầy, thưa thầy để chỉ dạy cho con thế nào có nổi hay không. Nhưng lúc mà con đi về quê, con nhà quê có đám cúng mà trong gia đình con cũng cúng chay hết á, mà nó đúng em con là em trai đông, em trai đông á, rồi nó cũng có một cái ý riêng nhất định là khi mà chị em trai chị tu mà làm chức thể lễ là chị thánh, cho nên nó mua một lòng chim có thể là 70 chim ạ, chim xé là đem nhốt để theo nhà hè, theo hè sao chúng mới theo cái những năm viên sao biết cô đi ra theo dồn với chị thánh lòng chim luôn. Còn mình đã tu hành được nhân quả mình đã biết, mà nếu mình để về thằng em mình nó mang cái tội như vậy, cho nên con mới em nó mang cái tội, con mới nói ra là thôi con mới nói bây giờ con nếu mà con để cho nó gặp của con nói nó thì chắc là lẽ nó không cho, dù thế nào nó cũng giúp hết. Cô đem con thả tội, con thả tội hết mình khi nó bay rồi cái chừng sau nó ra nó đến nó ra nó chắc là lòng dồn cho nó thấy lòng tin nó nó thấy lòng chim bay gọi bay trơn cho nên tay có chị ba trong này hết á, có nhiều tiếng chị cái thái trong này thôi, chu vô nó nói tại sao lòng chim em chị thả nó la dữ quá như chừng con biết thì sao, nhưng con nói thôi bây giờ qua nói em cái nào cũng là em, mà em đi thương nhân quá nhiều cũng không nên em chi, bây giờ chị có thể là đền cho em là 50,000 đây, em mua những cái gì em cho nó kiểm soát đừng có áp phát gì vậy. Thì em ăn dầu em có la thì mấy em nói thì chị cũng chấp nhận, nhưng mà đối với chị thì ba người chấp nhận em làm như việc đó như vậy, như thầy được thầy con có đoàn tiền như vậy thì nó mua những cái món gì mà em hơi kiểm soát như vậy, mà người đối có gì như có lỗi lầm gì không mà thầy chỉ dạy thì nó không có lỗi lầm gì hết này con, đó là một cái điều tốt, con làm cái điều đó là một điều đáng khen đó chứ. Bây giờ nó nhốt một lòng chim để lát nữa nó làm thịt nhau nó nhậu thì nó còn nguy hiểm hơn, do cái hành động con sáng suốt được con thả, nó có la hơi thì thôi rồi con bồi thường tiền nó chút để rồi bắt đầu nó đi mua cái gì và chờ nó về nó ăn thì điều đó điều tốt rồi, không có gì đâu con. Cái vấn đề làm được như vậy là tốt con, khi mình không gặp mà mình gặp, bây giờ nó giấu đâu con không gặp thôi, nó làm gì nó làm còn đó. Còn giờ mình đã gặp rồi thì biết là tụi nó để nó làm thịt đi chứ không gì. Cho nên mình đem mình thả hết là tốt. Nên rồi người ta có tức giận người ta bất quá người ta la hơi thôi chứ không lý nào mà người ta giết mình chết rồi. Nên mấy con nên làm những điều đó. Có chị em Bình tin không? Tin với nó con mà nó ngon. Bởi vì cuộc đời đó thì mấy con thấy trong cái sự tu hành của chúng ta nó làm những cái điều thiện, cái tâm tư của chúng ta thấy những cái điều ác là chúng ta mặc dù là chúng ta làm, chúng ta biết rằng nó có những cái điều trái ý của người khác, nhưng cái trái ý của chúng ta đem lại cái thiện cho cái người làm ác. Chẳng hạn bây giờ con không thả cái loài chim đó thì để cho mấy người đó giết thì mấy người đó tạo cái nghiệp ác. Ví dụ con thả là tự con đã chịu cái sự mà rầy mắng hay nói lời nặng nhẹ đối với con, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là con làm cho những người đó họ giảm đi cái tội ác của họ, họ không còn giết mấy con chim nữa. Mình cứu họ nhưng mà họ đâu có biết, họ tức họ ăn cũng được, họ tức họ nói ba điều bốn chuyện rồi thôi chứ cũng không làm gì. Cho nên vì vậy mình biết cái này nên làm, không có sao hết, đó là cái tốt. Rồi bây giờ có ai hỏi thì gì thêm nữa không?
thầy như trước kia mình chưa biết tu thì mình còn chắc hơn thầy vậy, nhưng sau khi mình biết tu rồi có thể chuyển nhân quả. À, chuyển cho con, cho nên con thấy khi mình tu rồi nó mình chuyển rất khó không? Con thấy nổi không trầm không, bây giờ con cũng tan nát thôi. Nội cái nghiệp của mình, những cái niệm tâm niệm dẹp hoài mà nó cứ tới hoài. Con thấy đó là mình chuyển nhiều đời. Một ngày hôm nay mình tu chứ mình chuyển nhiều đời, nhiều kiếp của mình chứ không? Cho nên mình chuyển nhiều đời cho nên mình sạch. Và cuối cùng mình chứng đàng quả là mình không còn cái nghiệp của đời này. Hồi nào chưa biết tu con nào điều ác nữa. Nhưng bây giờ biết tu rồi cái điều ác đó nó sẽ chuyển hết, nó không còn nữa. Đó, ngay bây giờ mấy con tu là mấy con chuyển nhiều đời chứ không phải trong một đời này đâu. Chứ đừng nói một đời mà thời gian trước kia con làm ác đó, con giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh. Bây giờ biết tu rồi, từng đó mình thả từng cái nghiệp con, thả từng cái nghiệp. Nó hay vô nó làm cho tâm mình động lắm, cực khổ vô cùng. Một ngày đêm con thức dậy con tu tập là con sẽ đã chuyển nghiệp nó đó. Nó không nghiệp trong một đời nay đâu mà nhiều đời nữa chứ không phải một đời.